Anh ơi, anh lấy cho tôi xong chưa? À, tôi thấy là cái mẫu này chắc là ok nhất rồi đó. À, anh cho tôi thử được không? Thử đi. Sao? Anh thấy sao? Hợp với tôi không? Hợp, rất là hợp. Vậy chị chốt mấy cùng này ha. Nhưng mà tôi quên đem tiền mặt rồi, tôi cũng không có đem thẻ luôn. Hay là anh tạm thời á, anh giữ cái cọng này cho tôi nha, anh đừng có bán cho ai hết nha. Tôi về tôi lấy tiền rồi tôi quay lại tôi mua sau nha. Nha. Khoan. Dạ. Chị bình tĩnh. Sao anh? Bảo vệ đừng cho ai ra hết nha. Ủa, có chuyện gì hả anh? Dạ đúng rồi chị. Thì từ nãy tới giờ á, tôi đặt lên bao nhiêu vàng ở đây á, thì tự nhiên nó không cánh mà bay. Thì phiền chị trả lại giùm tôi ha. Nè anh ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi vô đây tôi lựa có mấy phút hà. Bao nhiêu vàng anh đặt lên đây nó còn y nguyên vậy nè. Ý anh nói vậy là tôi ăn cắp á hả? Bây giờ trong cái tiệm này chỉ có tôi với chị thôi. Chị không lấy không lẽ vàng không cánh mà bay. Ăn nói cho đàng hoàng nha anh. Buôn bán gì mà khách hàng mới vừa đứng vô lựa chưa kịp làm gì hết trơn á, rồi anh đổ thừa người ta ăn cắp vàng. Nếu mà anh không tin tôi á, anh check camera đi. Mình còn biết trắng đen sao chứ gì. Được rồi. Tôi sẽ check camera cho chị xem. Ừ. Camera hư rồi. Đó. Vậy mà đổ thừa tôi lấy. Thôi bây giờ chị cho tôi xét người đi. Muốn xét cái gì? Nè. À, anh vô đây, để tôi gửi hết với cho anh. Muốn gọi vô đúng không? Nè. Thôi. Anh mở mắt ra coi, coi có gì với không? Mở ra coi nè. Được rồi. Chị Lâm đi ra ngoài đi. Cái chỗ này chị không có vô được đâu. Ủa anh, tôi muốn chứng minh cái sự trong sạch của mình mà. Nè anh mở mắt ra đi. Rồi, thôi, được rồi. Trong sạch rồi. Mệt. Xin lỗi chị nha. Xin lỗi lại. Xin lỗi. Sau này anh rút kinh nghiệm nha. Có thì nói không có thì thôi. Gì đâu mà khách mới vô lựa có mấy phút mà đổ thừa cho người ta ăn cắp vàng. Gặp tôi dễ tôi bỏ qua cho anh đó. Gặp khách khác khó hả? Đầu anh ra đó. Dạ xin lỗi chị. Giờ sao đây ta? Mất vàng hết rồi sao? Không biết chứ. Ủa? Thằng nhỏ đó sao kỳ kỳ ta, người thì bự chân thì nhỏ, có khi nào dạ chị cứ lựa thoải mái đi ạ. Cảm ơn chị. Dạ chị, cháu thay đồ ở đâu vậy? Dạ chị đi thẳng vô trong là chỗ thử đồ ấy chị. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ, chị lựa được cái nào không chị? Dạ mấy cái này không có cái nào vừa với em hết á. Để bữa nào ra mẫu mới á, rồi em ghé em mua nha chị. Em gửi lại. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ.
Sao ít đồ quá vậy? Đi hớt hải hả giờ em ở đây ai coi tiệm? Bỏ qua cái chuyện đó đi. Hồi nãy giờ anh có thấy ai mà mặc cái áo măng tô đi qua đây không? Có là giống như bị bệnh vậy phải không? Cỡ này đúng em rồi. Em biết cái đầu nhỏ, cái mình thì bự, cái chân thì tăng tông teo. Ơi nó ăn cắp đồ của cửa hàng mình á anh. Dí theo. Ê, muốn kiếm chuyện hay vậy? Cái đường bự chà bá rộng thênh thang sao không đi mà chặn đường tôi? Tôi thích chặn đó, tại vì cô á là cái phường ăn cắp, cái phường ăn trộm. Ê, vô quan cho ai ăn cắp trộm vậy đây hả? Anh cũng bị mất trộm hả? Đúng rồi, con nhỏ này nè, nó ăn cắp quần áo trong shop của tôi đó anh. Nè, đừng có vô quan cho tôi nha, tôi kiện anh tội vu khống bây giờ đó. Shop anh là shop đạo, tôi có biết đâu đối tôi ăn cắp. Còn mạnh họng quá ha, không có bằng chứng phải không Ngọc? Xét người cổ cho anh. Ê, không có động tay động chân nha. Mấy người là ai mà có quyền đòi xét người tôi? Anh, tôi thấy vậy đi. Bây giờ ba người tụi mình á, về bên shop của anh, sau đó check camera. Đấy, là bắt tận tay dây tận mặt, giờ khỏi chối. Ủa, shop mình có camera đầy đủ không? Dạ không, nhưng mà hồi nãy cổ thử trong phòng thay đồ mà. Ừ đúng rồi, trong shop tôi phòng thay đồ gắn camera chi anh. Bây giờ bỏ nghe cái vụ camera đi. Bây giờ á, cô á, cô khai đi, tôi sẽ tha cho cô, còn không là tôi làm tới nơi đó chốn. Bây giờ anh suy nghĩ đi, có ai mà như cổ, như khùng, như điên không? Bây giờ là mùa nắng nóng gần, quất nguyên cái đầm gắn tai nghe gì đó. Anh thấy có lạ thường không? Thằng cha này ngộ đời nha. Cái này là xì tai của tôi thích mặc vậy đó, liên quan gì tới anh? Vô duyên gì vừa thôi, còn nữa nha. Có bằng chứng thì nói nha, không có là thôi à. Nhưng mà bây giờ tôi không có tin nữa, để tôi xét người. Ê, tôi. Đi ra. Tao được rồi. Dùng vũ lực vậy cũng không có tốt đâu. Tôi xin lỗi cô, coi như là tôi nhìn nhầm người đi. Xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Ừ, tôi cũng không chấp nhận gì mấy người đâu. Ủa anh, sao tự nhiên dễ dàng bỏ qua vậy? Mình không có bằng chứng, biết sao giờ. Nghe nè, muốn bắt được rắn á, cần phải có mồi nhử dụ nó ra khỏi hang. Trời hay quá. Ông mà già ông hay quá. Hay hả? Ông trúng được một cọng dây chuyền vàng. Trời ơi. Đây đó. Ờ đây. Trời ơi, cái cọng bự vậy luôn hả? Hàng uy tín là bự, chẳng gì đeo nó mới sướng. Ơi, cảm ơn ông anh nha. Mai mốt bà quay chơi với tôi. Già mà có gì đâu nuôi chơi. Chơi nó đã bà rồi. Cảm ơn nghe. Tôi cũng muốn chơi nữa. Con muốn chơi nữa hả? Nhưng mà bây giờ là đang có cái thể lệ là dùng quần áo cũ để đổi lấy vòng vây may mắn. Vòng vây may mắn đó. Ông yên tâm đi, tôi có nhiều quần áo lắm. Đợi tôi xíu nha. Ừ. Không sao, vàng nhiều vậy á, chắc mình đủ đi shopping mà. Thả tôi ra, mấy người là ai mà tự nhiên bắt tôi vậy? Rõ ràng là ăn cắp quần áo của shop tôi. Ngay mà. Vàng của tôi. Cái này là cô ăn cắp vàng ở tiệm tôi thấy nghi rồi mà. Tôi không có. Không có hả? Nè, đó, Quốc Hà. Sao, nhận ra chưa? Hai anh ơi, em xin lỗi hai anh mà lần đầu em lỡ dạy rồi. Hai anh ta cho em đi, đừng dắt em lên phượng, chứ đừng dắt em mà. Hai anh ta cho em đi. Đi lên trển rồi xin mấy anh.